Dân gian có câu Vinh Xuân Dương bất thành hổ cốt là nói đến Xuân Dương cốt, một thành phần không thể thiếu trong cao hổ cốt. Theo cổ nhân, để được một nồi cao hổ cốt tốt nhất, cần có ngũ dương nhị hổ, tức là 5 phần dê, 2 phần hổ. Với đặc tính của loài động vật hoang dã, những đàn dê núi được nuôi thả trên vách núi treo leo là đặc sản nổi tiếng của vùng đất Ninh Bình. Với nghề thuốc gia truyền từ bao đời và những bài thuốc cổ do ông cha để lại cùng kinh nghiệm làm nghề bao năm, lương y Phạm Ngọc đã kế tục và nghiên cứu chuyên sâu, sản xuất thành công cao dê Ninh Bình. Sản phẩm là sự kết hợp xương dê núi Ninh Bình và dâm dương hoắc cùng các thảo dược quý mọc lâu năm trên núi đá Hoa Lư. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép và chứng nhận với các tác dụng hiệu lực tốt trong điều trị nam giới yếu sinh lý, bổ thận, mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, người gầy yếu kém ăn mất ngủ, hồi phục nâng cao sức khỏe cho phụ nữ sau sinh, bổ sung canxi, phốt pho, axit amin. Với kinh nghiệm nhiều năm bào chế và sản xuất, cao dê Ninh Bình của lương y Phạm Ngọc được nhận biết bởi lớp váng trên bề mặt. Đây là một kỹ thuật rất khó để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng. Ở cao dê Ninh Bình, hàm lượng đạm đạt đến 78,32%, chủ yếu là các axit amin rất cần thiết cho sự duy trì và phát triển cơ thể. Cao dê Ninh Bình tình xuân viên mãn.